Hiện tại thì các anh chị từ máy bay xuống rất là đông cả nhà. Đâu đó thì sẽ có chị Ni trong đây. Chị Ni thì thường đội cái nón nón cói, nón bo tròn tròn của chú anh chị, có hai cổng vào, hai cổng ra. Mà có thể là chị Ni về quê là đội nón lá nha. Nhiều khi chị Ni đổi cái phong cách nha, ngụy trang. Mình có thể là coi nón lá nha. Mình thấy rất là nhiều nón lá. D1 cột K5. Từng đoàn người đi ra nhưng mà vẫn chưa thấy chị Ni. Kìa, chị Ni trong kia, kìa tốt trong kìa, thấy rồi. Ôi, chị Ni đang ra kìa. Mùi có thấy cái đó mùi tự nhiên chào chị Phong Thanh nha, chào chị Trang, chào chị Đình nha, thành thơ đó. Dạ chắc có lẽ là mạng 3G nó yếu đó chị ơi, mạng 4G nó mới biết đó mọi người, tại con không có xài wifi cập đây. Wow, bé đó nó trắng ghê ta. Bé con nó trắng ghê. Nước ngoài. Đây này, cô chú anh chị, bé này trắng ghê cả nha. Ở nước nào mà trắng dữ không? Nước đó chắc uống sữa bò không hay sao? Có thể là chị Ni cũng đi hướng qua bên đây thôi chú anh chị. Mình qua bên đây ha. Mình nhìn nó bên đây. Xe đâu? Là gì vậy? À thêm bao giờ mà tên không biết gọi xe luôn. Ra nước ngoài, ra ngoài. Nó đỗ xe rất nhanh. Ra nào? Mình ra thì đi nước ngoài vậy. Thế bây giờ anh kịp cứ ngồi cho anh một người đang đứng ở sau đó ra nước ngoài hả? Ờ, đúng rồi, ra đến, đang ở ra đến trong nước, nước, trong nước ra quốc nội, ra đến trong nước. Ở trong nước, đi trong nước này. Về. Qua đây. Đây chị đây, chị khách Tây, chị đội nón lá, huế mộng huế mơ nón lá đây cô chú anh chị. Quá trời luôn mà chưa thấy đâu hết cô chú anh chị ơi, quá đông luôn, mình không có được đi vô trong cả nhà. Con bé này trắng ghê á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Số của anh cho mấy sáu mươi sáu về lóc sắp được 80,000 rồi mọi người. Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang đứng trước nhà chị Hồng Loan. Thì chị Ni đang ở sân bay đang về, cô chú anh chị Mai Ca đang về. Thì luật sư Tuyết Ngọc đang đến nhà chị Hồng Loan, luật sư Tuyết Ngọc đang đậu xe bên hông nhà cô chú anh chị ơi. Thì phải nói là một tin vui nhân đôi tin vui hay cả nhà. Chắc chắn là sẽ có những thông tin gửi đến chia sẻ đến bà con cô bác mình, cô chú anh chị mình đã được biết ha. Luật sư Tuyết Ngọc thì em nghĩ là đến đây thì chỉ có những cái thông tin về pháp lý thôi. Và hôm nay thì chị Ni đã đáp sân bay Tân Sơn Nhất về thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 12 giờ hơn ngày hôm nay cả nhà. Chị Mai Ca đang đi rước chị Ni cả nhà ơi. Thì một chút xíu nữa đây thì cô chú anh chị sẽ thấy chị Ni sẽ về tới nhà chị Hồng Loan ha. Và có thông tin gì thì em sẽ chia sẻ trực tiếp cho quý cô chú anh chị mình. Cả nhà đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ em cả nhà ha. Luật sư Tuyết Ngọc thì cũng mới vừa tới thôi cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, anh Nguyên chở nguyên một cái vali rồi. Ở đây thì anh gì đây, anh Khang. Dạ cảm ơn anh Khang. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh đó. Hả? Đây anh Nguyên, anh Nguyên chở nguyên cái vali. Cái nhỏ thôi, cái bự kia rồi. Vậy hả? Ừ. Chút sao xe hơi chạy hơn chậm hơn xe máy ha. Em cũng nhanh hơn chị. Đó, ai đây? Chị Loan mở cửa nè cô chú anh chị. Trời ơi, ngoài cửa rồi đó. Chào chị Loan. Trời ơi, kêu anh là. Dọn nhà ăn Tết xong chưa chị Loan? Hả? Dọn nhà ăn Tết xong chưa? Chưa, mới dọn được có cái phòng. Cái phòng mà. Làm vợ dọn. Ủa anh vô làm mừng một chén. Chơi mà chơi cây. Cây. Có chồng rồi anh à. Thôi. Em không có nổi mù. Cái chồng cho đẹp rồi. Hãy có nhà rồi. Hãy đó không phải. Hãy đi, anh đừng có lợi dụng cơ hội quá. Nguyên đưa cái chụp hình bé nè. Em chỉ còn có trà đá để anh uống thôi.